Chào mừng quý vị đến với một điểm tin giáo hội của trang thông tin giáo phận Phú Cường. Đức Thánh Cha dâng lễ Mẹ Thiên Chúa. Phản ứng của Tòa Thánh trước vụ tấn công khủng bố tại Ai Cập giết chết 3 du khách người Việt Nam. Tìm thấy ngôi mộ tập thể của các Kitô hữu bị nhà nước Hồi giáo sát hại. Cuộc đi bộ vì hòa bình do Cộng đoàn Egidio tổ chức. Tin Vatican, Đức Thánh Cha dâng lễ Mẹ Thiên Chúa. Lúc 10 giờ sáng ngày đầu năm mới năm 2019, Đức Thánh Cha đã chủ sự dâng thánh lễ Mẹ Thiên Chúa mừng năm mới và cầu bình an cho thế giới trong đền thờ Thánh Phêrô. Đồng tế với ngài có Đức Hồng y Pedro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Hồng y Peter Tuckson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, cùng 28 Hồng y, 30 giám mục và 250 linh mục. Tham dự thánh lễ có nhiều tu sĩ nam nữ và khoảng 10.000 tín hữu. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, Thiên Chúa không phải là một đấng xa cách, ngự trị chốn trời cao, nhưng là tình yêu nhập thể được sinh ra như chúng ta từ một người mẹ, để trở thành anh em của chúng ta. Ngài ngồi trên gối mẹ của Ngài, cũng là mẹ chúng ta, và từ đó Ngài tuôn đổ trên nhân loại một lòng nhân hậu mới. Do đó, chúng ta hiểu hơn về tình yêu của Thiên Chúa, gồm cả tình mẫu tử lẫn phụ tử, cũng như tình yêu của người mẹ không bao giờ mất đi niềm tin vào các con của mình và cũng không bao giờ bỏ rơi chúng. Đấng Thiên Chúa ở cùng chúng ta, yêu thương chúng ta, mặc cho những lỗi lầm, tội lỗi của chúng ta. Thiên Chúa tin nhân loại bởi vì thành viên đứng đầu và trội vượt là chính mẹ của Ngài. Thiên Chúa đã cần một người mẹ thì chúng ta cũng cần một người mẹ, và Đức Thánh Cha nhắc nhở, Đức Mẹ không phải là một phụ kiện tùy chọn, nhưng mẹ phải được đón nhận vào cuộc sống của chúng ta. Mẹ là nữ vương hòa bình, người chiến thắng sự dữ và dẫn chúng ta trên con đường lành. Mẹ mang lại sự hiệp nhất giữa con cái và dạy chúng ta biết yêu thương. Sau cùng, khởi đầu năm mới, Đức Thánh Cha chúc mọi người được Đức Mẹ nhìn tới, ôm lấy và cầm tay dẫn dắt trong cuộc đời. Tin Vatican, phản ứng của Tòa Thánh trước vụ tấn công khủng bố tại Ai Cập giết chết 3 du khách người Việt Nam. Một quả bom bên vệ đường đã phát nổ vào lúc 18h15 ngày 28 tháng 12 theo giờ địa phương, khi chiếc xe chở 15 khách du lịch Việt Nam và 3 người Ai Cập đi qua quận El Haram, cách quần thể kim tự tháp Giza chưa đến 4 km. Vụ khủng bố đã làm cho 4 người chết, trong đó có 3 người Việt Nam và nhiều người bị thương. Đức Hồng y Pedro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã thay mặt Đức Thánh Cha Francisco gửi điện chia buồn cho Tổng thống Fatah al-Sisi về cuộc khủng bố. Điện văn viết như sau: Thưa ngài Abdel Fattah al-Sisi, Tổng thống Cộng hòa Ả Rập Ai Cập, Đức Giáo hoàng Francisco đã vô cùng đau buồn khi biết tin về vụ tấn công bằng bom hôm qua ở gần Giza. Đức Thánh Cha lên án hoạt động vô nghĩa và tàn bạo này, và cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình của họ, cho những người bị thương và cho nhân viên cứu cấp đã quảng đại chạy đến giúp đỡ họ, trong niềm tin thác rằng tất cả mọi người sẽ hoạt động để vượt qua bạo lực bằng tình liên đới và hòa bình. Đức Giáo hoàng Francisco khẩn xin các phước lành của Thiên Chúa trên đất nước và nhân dân Ai Cập. Hiệp thông với Đức Thánh Cha, chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho các nạn nhân của cuộc khủng bố này. Tin Ethiopia, tìm thấy ngôi mộ tập thể của các Kitô hữu bị nhà nước Hồi giáo sát hại. Một ngôi mộ tập thể của 34 Kitô hữu Ethiopia bị nhóm nhà nước Hồi giáo IS xử tử vào năm 2015 đã được tìm thấy tại Libya. Theo Bộ trưởng Nội vụ Libya, các thi thể đã được khai quật và sẽ được đưa về nước này. Chính quyền Libya đã tìm thấy ngôi mộ tập thể vào ngày 23 tháng 12, sau khi nhận được thông tin từ các thành viên IS bị bắt giữ. Ngôi mộ nằm gần tại một cánh đồng gần thành phố bờ biển Sirte, 170 dặm về hướng đông nam của Misrata. Theo báo Libyan Express, một video tuyên truyền được đăng trên các trang mạng truyền thông xã hội hồi tháng 4 năm 2015
cho thấy các phần tử IS bắn và chặt đầu các Kitô hữu Ethiopia. Các Kitô hữu này di cư đến Libya để tìm việc làm. Sự kiện này xảy ra chỉ vài tháng sau khi nhà nước Hồi giáo xử tử một nhóm khoảng 20 Kitô hữu Coptic mà thi hài vừa được tìm thấy trong một ngôi mộ tập thể vào tháng 10 vừa qua. Hôm lễ Giáng sinh vừa qua, một người mang bom tự tử đã tấn công Bộ Ngoại giao Libya tại đồi Tripoli và IS đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Vụ tấn công đã giết chết ít nhất 3 người và làm 21 người bị thương. Tại Libya, nhà nước Hồi giáo và các tổ chức khủng bố khác vẫn hoạt động và kiểm soát một số vùng tại quốc gia này. Tin Roma, cuộc đi bộ vì hòa bình do Cộng đoàn Egidio tổ chức. Nhân Ngày Thế giới Hòa bình lần thứ 52, ngày 1 tháng 1 năm 2019 và hưởng ứng sứ điệp của Đức Thánh Cha, chính trị tốt phục vụ hòa bình, Cộng đoàn Thánh Egidio tổ chức một cuộc đi bộ vì hòa bình với chủ đề Hòa bình trên toàn cõi địa cầu. Cuộc đi bộ sẽ khởi hành lúc 10 giờ 30 sáng ngày 1 tháng 1 tại Lago, Thánh Gioan 23 và kết thúc tại quảng trường Thánh Phêrô lúc 11 giờ 30, nửa tiếng trước khi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trước khi khởi hành, một vài người là nạn nhân của sự vắng bóng hòa bình có những lời phát biểu ngắn và các em thiếu nhi bước những bước đầu tiên trong cuộc đi bộ này. Trong dịp đầu năm này, Cộng đoàn Thánh Egidio tổ chức hơn 900 cuộc đi bộ tại 70 quốc gia trên thế giới. Đi bộ là dịp để đối thoại và cầu nguyện đại kết, là cơ hội để tạo ý thức về sự dấn thân xây dựng thế giới công bằng và nhân bản hơn, loại bỏ bạo lực và chiến tranh. Ngày Thế giới Hòa bình được Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục thiết lập năm 1968 với sứ điệp hòa bình được gửi đi ngày 8 tháng 12 năm 1967. Đây là thời kỳ chiến tranh lạnh và chiến tranh tại Việt Nam. Ngày Hòa bình Thế giới không chỉ dành riêng cho những người Công giáo, nhưng cho tất cả những ai yêu chuộng hòa bình. Một điểm tin Giáo hội Hoàng Vũ của trang thông tin Giáo phận Phú Cường đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin lần sau.